Nhân vật tấu hài duy nhất trong Vân Chi Vũ, bê luôn tính cách ngoài đời vào phim. Vân Chi Vũ đã lên sóng những tập đầu tiên và nhận được sự yêu mến của khán giả dành cho cả dàn diễn viên, từ chính đến phụ, ai cũng có tính cách khác biệt và những nét thu hút riêng cuốn hút người xem, vì đây là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết chưa xuất bản của đạo diễn kiêm biên kịch Quách Kính Minh, nên khán giả chưa có cái nhìn chi tiết về hệ thống nhân vật cùng bối cảnh của Vân Chi Vũ. Phải tới khi phim lên sóng, dân tình mới hình dung ra được hai thế lực lớn nhất trong Vân Chi Vũ là tổ chức sát thủ Vô Phong và gia tộc lớn Cung Môn. Nhà họ Cung là thế lực duy nhất tồn tại độc lập và chống lại tổ chức sát thủ Vô Phong ở Sơn Cốc Cựu Trần. Trong đó, nữ chính Vân Vi Sam là sát thủ của Vô Phong, trà trộn vào Cung Môn với nhiệm vụ quan trọng để đổi lấy tự do. Nam chính Cung Tử Vũ là thiếu chủ Cung Môn, gánh trên vai trách nhiệm nặng nề sau khi cha và anh trai qua đời. Với bối cảnh tranh quyền đoạt lợi, nhiều âm mưu như vậy, nên không khí của Vân Chi Vũ khá căng thẳng, trầm lắng. Chỉ có những khi nhân vật chị cả Cung Tử Thương do Kim Tỉnh đóng xuất hiện thì khán giả mới có thể thả lỏng. Trong phim, Cung Tử Thương là chị cả tại Cung Môn, phụ trách bộ phận đảm nhiệm vai trò rèn binh khí, là phú bà có tính cách vui vẻ hài hước và đặc biệt mê trai. Đoạn clip xuất hiện của Cung Tử Thương giữa một dàn trai đẹp, thân hình lực lưỡng đã trở thành một trong những điểm nhấn trong tập đầu Vân Chi Vũ. Những cử chỉ lả lơi, biểu cảm u mê và lời thả thính của chị gái này với chàng hậu vệ Kim Phồn cũng khiến người xem bật cười. Cư dân mạng cho rằng Kim Tỉnh khi hóa thân vào nhân vật này đã diễn như không diễn, bởi hình ảnh Cung Tử Thương cũng không quá khác với tính cách của cô ngoài đời. Kim Tỉnh là nữ nghệ sĩ duyên dáng, là cây hài của showbiz xứ Trung. Khi tham gia các chương trình truyền hình, cô chưa từng giấu giếm sự ưu ái dành cho những anh chàng đẹp trai. Khán giả Vân Chi Vũ không khỏi thán phục khả năng chọn diễn viên của đạo diễn Quách Kính Minh khi đưa nhân vật này cho Kim Tỉnh thể hiện. Phim của Tiêu Chiến được khen vì một chi tiết cực tinh tế. Sau thời gian dài đắp chiếu, Nắng Gắt Bên Tôi của Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà chính thức lên sóng ngày 1 tháng 9. Loạt tình tiết trong phim được đánh giá là khá hấp dẫn, tương tác hóa học giữa Nam Đỉnh Lưu và đàn chị cũng khá tốt. Mới đây, người hâm mộ phát hiện, đoàn phim còn rất tinh tế khi xây dựng tạo hình nhân vật. Trong Nắng Gắt Bên Tôi, Tiêu Chiến thủ vai Thịnh Dương là một thiết kế mới đi làm chưa lâu và hay bị sếp để mắt vì có tài. Gia cảnh của anh chàng không hề khá giả, bố làm nhân viên vệ sinh, mẹ làm ở siêu thị, bản thân lăn lộn làm việc mấy năm, nhưng lương chỉ có 4.000 tệ, khoảng 13 triệu đồng. Ekip đã vô cùng kỹ tính trong việc khắc họa nhân vật Thịnh Dương. Cư dân mạng phát hiện ra, chiếc đồng hồ Tiêu Chiến đeo trong phim chỉ có giá 120 tệ, khoảng 400.000 đồng, rẻ hơn cả đồng hồ trẻ em ở Trung Quốc. Chi tiết này được đánh giá khá cao, vì trước đây đã có rất nhiều phim mắc lỗi tạo hình nhân vật nghèo, nhưng toàn dùng đồ hiệu. Nhân vật Thịnh Dương rất được lòng khán giả, vì ví tiền có hạn mà tình cảm có thừa. Anh chàng có mối tình đơn phương 10 năm, chọn ngành thiết kế, lương tháng chỉ có 4.000 tệ, mà gặp người thương một buổi tối đã tiêu hết 3.000 tệ. Nắng Gắt Bên Tôi có nội dung xoay quanh chuyện tình của Thịnh Dương và Giảng Băng. Trong khi Thịnh Dương là chàng trai trẻ mới ra đời làm nghề thiết kế, thì Giảng Băng đã là đạo diễn có tiếng trong ngành giải trí. Cả hai vô tình gặp nhau khi Giảng Băng mới ly hôn, còn Thịnh Dương đang đắm chìm trong tình đơn phương. Cả hai sưởi ấm, an ủi, giúp đỡ lẫn nhau và rơi vào lưới tình. Top 10 nhân vật nam hot nhất 2023, Mỹ Nam Trường Tương Tư vượt mặt Tiêu Chiến. Tương Liễu của Đàn Kiện Thứ trong Trường Tương Tư phần 1 chính là nhân vật nam hot nhất mùa hè 2023 trên Douyin. Khi cán mốc 120 triệu lượt xem, độ hot của Tương Liễu cũng dễ hiểu, bởi đây là nhân vật được yêu mến bậc nhất trong nguyên tác Trường Tương Tư, vượt qua cả nữ chính Tiểu Yêu. Tuy nhiên, việc nhân vật này vượt qua cả thời ảnh do Đỉnh Lưu Tiêu Chiến thể hiện một quãng xa thì vẫn khiến cư dân mạng quá ngỡ ngàng. Có lẽ chính sự thể hiện xuất sắc của Đàn Kiện Thứ khi hóa thân thành Tương Liễu đã khiến nhân vật này càng thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Theo sau Tương Liễu là Lý Liên Hoa và Lý Tương Di do Thành Nghị thể hiện trong Liên Hoa Lâu với hơn 96 triệu lượt xem. Phải nói rằng với Liên Hoa Lâu, Thành Nghị đã có bước tiến vượt bậc, từ diễn xuất cho tới khả năng gánh phim đại nam chủ đều được công nhận. Xếp thứ ba là nhân vật Mạnh Yến Thần do Ngụy Đại Huân thủ vai trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Đáng chú ý, nhân vật này thậm chí còn không phải là nam phụ, mà chỉ là vai khách mời. Tuy nhiên, thiết lập nhân vật cùng sự thể hiện xuất thần của Ngụy Đại Huân đã khiến Mạnh Yến Thần là vai diễn duy nhất nổi tiếng, nhận được lời khen ngợi của khán giả sau khi phim lên sóng. Nằm thứ tư trong danh sách là nhân vật Cố Cửu Tư của Trường Phong Độ do Bạch Kính Đình thể hiện. Từ một vị thiếu gia vô tư, chỉ biết ăn chơi, cho đến người đàn ông trưởng thành sau một đêm, gánh vác trọng trách của cả gia tộc, Cố Cửu Tư nhận được nhiều tình cảm của khán giả thông qua diễn xuất sống động của Bạch Kính Đình.
nhân vật Dương Trừng do Phạm Thừa Thừa đóng trong phim Từng Niên Thiếu, xếp ở vị trí thứ 5 với hơn 78 triệu lượt xem. Các nhân vật còn lại trong top 10 lần lượt là Thời Ảnh của Tiêu Chiến trong Ngọc Quốc Giao, Đồ Sơn Cảnh của Đặng Vi trong Trường Tương Tư, Thương Huyền của Trương Vãn Ý trong Trường Tương Tư, Hàn Diệp của Cung Tuấn trong An Lạc Truyện và Tống Diệm của Dương Dương trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Vừa được công nhận là đỉnh lưu, Tiêu Chiến lại bất ngờ bị Ngô Thư Hân vượt mặt. Là hai nghệ sĩ có phim truyền hình lên sóng cùng thời điểm, không lạ khi Tiêu Chiến và Ngô Thư Hân lại được cộng đồng mạng đặt lên bàn cân để so sánh. Nếu xét về danh tiếng và vị thế ở thời điểm hiện tại, thì có thể dễ dàng nhận thấy, Tiêu Chiến rõ ràng đang nắm ưu thế hơn hẳn đàn em. Tuy nhiên, kết quả lại cho thấy bộ phim vừa lên sóng của Tiêu Chiến, hiện đang thất thế trước Vân Chi Vũ do Ngô Thư Hân đóng chính. Cụ thể, trong ngày thứ 2 lên sóng, bộ phim Vân Chi Vũ đã bất ngờ leo lên vị trí top 1 trong bảng xếp hạng chỉ số truyền thông phim truyền hình và phim chiếu mạng Trung Quốc do Datawin thống kê. Như vậy, bộ phim do Ngô Thư Hân đóng chính đã chính thức vượt mặt tác phẩm cũng vừa được lên sóng của Tiêu Chiến, có tên Nắng Gắt Bên Tôi. Được biết, bộ phim Vân Chi Vũ mặc dù lên sóng không báo trước, nhưng lại thành công thu hút sự quan tâm của công chúng nhờ kịch bản hấp dẫn cùng tạo hình lôi cuốn. Trước đó, Vân Chi Vũ cũng đã có thành tích ra mắt khá ấn tượng trên bảng xếp hạng chỉ số phát sóng phim chiếu mạng của Linh Cây, khi cán đích ở vị trí thứ 4. Ngược lại với Vân Chi Vũ, Nắng Gắt Bên Tôi rõ ràng có lịch trình truyền thông rõ ràng khi đã được quảng bá trước khi phát sóng một thời gian tương đối dài. Tuy nhiên khi lên sóng, tác phẩm này bất ngờ lại để Vân Chi Vũ vượt mặt, trong sự bất ngờ của fan Tiêu Chiến cũng như không ít cư dân mạng. Dương Tử sắp sửa hợp tác với một tiểu sinh lứa 95, netizen rần rần ủng hộ. Dương Tử đang là tâm điểm chú ý thời gian gần đây sau cơn sốt Trường Tương Tư, cũng nhờ vậy mà địa vị của nàng tiểu hoa trong lứa 90 nói riêng và tại làng giải trí hoa ngữ nói chung càng được thêm củng cố và vững chắc. Hậu Trường Tương Tư phần 1 và Thừa Hoang Ký đang trong thời gian ghi hình, có khả năng rất cao Dương Tử sẽ gia nhập đoàn phim Quốc Sắc Phương Hoa, dự định khai máy vào tháng 12 tới. Theo tiết lộ, Quốc Sắc Phương Hoa chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ý Thiên Trọng, do Hoa Sách Ảnh Thị sản xuất và được cầm trịch bởi đạo diễn Đinh Tử Quang, có tác phẩm tiêu biểu là Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Trạm Kế Tiếp Hạnh Phúc, Đi Đến Nơi Có Gió. Phim thuộc thể loại cổ trang, kể về nữ chính Hà Duy Phương, là con gái của một doanh nhân, vì muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân thương mại nên đã quyết định rời nhà và tới Bắc Kinh một mình. Tại đây, cô bắt đầu trồng hoa mẫu đơn và lãnh đạo một nhóm phụ nữ có số phận khó khăn, hỗ trợ Tưởng Trường Dương chống lại thế lực phản động của hoàng tử, cùng chung tay bảo vệ quê hương, đất nước. Ngoài vai nữ chính gần như đã nằm chắc trong tay Dương Tử, thì nam chính của phim vẫn chưa thể xác định 100%. Có nguồn tin bật mí, đoàn làm phim Quốc Sắc Phương Hoa đang tiếp cận tiểu sinh lứa 95 là Trần Tinh Húc. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu Trần Tinh Húc gật đầu đồng ý diễn, thì tổ hợp Dương Tử và Trần Tinh Húc là sự lựa chọn không tồi. Không bàn đến tuổi tác hay phiên vị, thì nam chính Đông Cung có diễn xuất tương đối linh hoạt, tốt nghiệp trường lớp chính quy, lại cân được nhiều thể loại vai diễn. Nói không đâu xa, chỉ tính riêng phần thể hiện của Trần Tinh Húc trong Đông Cung và Tinh Lạc Ngưng Thành Đường đã đủ thấy ngôi sao sinh năm 1995 diễn chắc tay như thế nào. Trước đồn đoán Trần Tinh Húc nên duyên cùng Dương Tử, netizen đều đang ngóng chờ thông báo chính thức từ phía đoàn phim Quốc Sắc Phương Hoa. Người đàn ông quan trọng nhất đời của Lưu Diệc Phi chính thức lộ diện. Tái xuất màn ảnh nhỏ với Mộng Hoa Lục, Lưu Diệc Phi nhận được vô số lời khen ngợi của công chúng. Tiếp đó, thành công của Đi Đến Nơi Có Gió cũng giúp thần tiên tỷ tỷ lần nữa củng cố địa vị của mình trong giới giải trí. Có thể thấy, dù thất bại ở mảng điện ảnh, thế nhưng ở truyền hình, Lưu Diệc Phi vẫn giữ một vị trí cực kỳ quan trọng. Sắp tới đây, Lưu Diệc Phi sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng. Mới đây, những hình ảnh đầu tiên trong bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng đã được đăng tải và nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Tạo hình nữ chính Hoàng Diệt Mai của Lưu Diệc Phi được khen ngợi hết lời vì trẻ trung xinh đẹp. Trong dự án phim này, có bốn người đàn ông đi qua từng giai đoạn cuộc đời của Hoàng Diệt Mai và giúp cô dần trưởng thành hơn. Trong đó, Phổ Gia Minh là người có vị trí rất đặc biệt với Hoàng Diệt Mai. Cô gặp anh sau khi trải qua những rung động đầu đời, kết hôn, có con rồi ly hôn. Phổ Gia Minh đến với Hoàng Diệt Mai khi cô đã trưởng thành mạnh mẽ. Tình yêu của cả hai thấm đượm sự ngọt ngào, thấu hiểu và cũng rất thực tế. Tuy nhiên, Phổ Gia Minh lại bị bệnh nặng, thời gian còn sống cũng chẳng còn được lâu. Mối tình ngắn ngủi với Phổ Gia Minh đã để lại những dư vị đậm sâu trong tim của Hoàng Diệt Mai. Sau sự ra đi của người tri kỷ, cô ấy nhanh chóng thoát ra, nỗ lực để bản thân có một cuộc sống tốt, chăm sóc cô con gái nhỏ. Có thể nói, Hoàng Diệt Mai chính là hình mẫu của những người phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ, tự lập, với dàn cast khủng,
Câu chuyện Hoa Hồng hiện đang là bộ phim được khán giả mong đợi lên sóng nhất. Dự án phim mới của Lưu Diệc Phi vẫn đang trong quá trình quay và dự kiến sẽ lên sóng vào cuối năm nay. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.